nhớ là phải chụp phong dịch sợ đó nè mua sợ phải bú nữa dọc à phải nhìn phó là đất xì mà cũng muốn mấy mình đọc bê ta đua nào nè là vua để chả biết thế phó thì phải chờ tù mỹ phải chờ tù đại thì phải chờ tù tí tê nữa dọc phải bảo thế phải tù mỹ ok mà giờ phải chờ ít tù mỹ ở tù đại cho nên gọi ít tù đại rồi trâu ở tù tí tê đi nó chỉ là chua mà vô đây chả biết tin theo tao không nói này vậy mà giờ đến đó mà có tao không nói mà cũng mua từ đuôi rồi chứ là cho không nói ôm mấy mang đập bê này vậy ai nó này mua từ đuôi nói chứ là cho không nó mong của mày mày một vậy nó ai dụ ủa chứ trong đã ăn nó à của mấy mang đập bê sai nó nói này của nhà mình thấy nó lo thế chọn nó nói vậy bé hù cho mí này nhở tụi mí giờ x tụi đại giờ giờ y theo anh đi tề giờ đi tề giờ z này nhở đi nào chạy bé gì nhún xe tàu xin ơi sáu mày bảo kia sáu mà nuôi giờ bé hù mí mà nuôi giờ y mà giờ đi nào nói vậy x à giờ bây giờ nó mà sẽ là tiền bây giờ ít nữa giờ bây giờ ít thì nó mà giờ bây giờ mà không nói mà thì nó mà không nói mà sẽ là tiền không nói mà mua trò lò chỉ giờ x giờ cậu nữa giờ ý giờ cậu mà nó nói ý giờ cậu nữa mà cho tu mí này giờ cho tu mí nữa à cho tu đài nữa tu đài giờ y mà giờ đi nó nữa rồi có thể biết tiếp bao nữa giờ biết là giờ tu mí mà giờ cậu nữa giờ để sau đây trả nó biết giờ cậu nó ha ờ gì à cậu gì đài mà giờ y nữa giờ y đó có ý giàu ý thiện mà nói mà giờ tự nâng cầu nữa vậy nâng cầu nữa nó mà tự nâng cầu nữa chị nói chị giờ đi trả bé hù tu nói giờ tu nói giờ ít nhở tu nói giờ thì tu ít hoàn tại nó mà giờ o này vậy sẽ tự hả chị khó nói chị muốn hay lo chị cu giò ý dạ đi của giò cậu giò cậu gì o giò y chị giò cậu nữa giọng nhìn nó nè chị nói chị cu nói chị cu giống ý dạ đi giò o giò y chị giò cụ giờ là cụ giống như dạng giờ ở sau y chỉ giờ tờ nó là như chủ yếu đi nó đấy ở sau y chỉ giờ nên cậu nữa vậy đó thì cậu thế cậu giờ nên cậu thế biết xa cậu ở sau y chỉ giờ cậu chứ ở sau y chỉ giờ cậu vì trong khoa thì nên cậu này cậu nữa vậy chỉ giờ cậu nữa nè sẽ bây giờ nè giờ lời chị chẳng nói chị không nói chị cứ rủ giả liệu ở giờ y rồi y chị giờ chi nữa giờ ở rồi y chị giờ chi nữa ở rồi y chị giờ chi nữa chị không nói tạo là giờ biết sẽ tụ z nè sẽ tụi dễ giờ đi trả nè còn nó mua một sáu thì dùng gì chứ chỉ còn nói ý dạng liệu bây giờ còn nói ý dạng liệu gì nữa
nên là quý giả thiết chị nói với bỏ tay tia x mà giờ cộng bây giờ cộng gì à gì chi gì z chị giờ tạo là chỉ bao này giờ còn nó này còn nó giờ chỉ bao này như hai em đi nói mày phải chờ nữa. Chị giờ con nói chị với bỏ tiền đi nói nhỉ. Nó nè. Bé tí bao ô con nói lời nà. Chị con nói vậy với chủ giờ sổn tỏ nó nè. Sổn nó. À chị chọc. Đi nói mà. Ủa. À. Đi nói chị bé tí. Ủa. À, nó có là nó tích tàu giờ tích tàu trên tàu z này nó có là nó có là nó này chè cho các tì là không nó này giọng chè ý giả đi với cho y à chi nè chi nè chi nè chi nó nè gì trâu gì trâu z gì z chè giờ chị chua nữa giọng chị chua nữa chị con nói chị cô dùng ý giản liệu do dùng ý giản liệu do dùng ý giản liệu do chi gì o rồng z chị giờ chua chị con nói chị cô chị tạo chị giờ cô giờ o rồng z chị giờ chua chè chi là chè chua plau nữa giọt chua plau chè con nói chè o dễ giọt dễ giọt o này giọt nó nè chè chẳng nói chè biết bao tiền chẳng nói chè biết bao là hai tiền biết bao là hai tiền sơn này sơn chè biết bao là hai tiền mua hai loại chè nhiều nữa nè mỹ mí giò cậu cậu nó giọng mí giò cậu đại giò chi đại giò chi theo hoàn đi tề giò đi tề giò plau à giò o nên nó giọng chị chẳng nói chị có sai nó giọng có sai nó giọng chị có phải thì đợt nó này nó nói chị tụ đại con tí tệ tụ đại dí tụ tí tệ dí tụ mí chị sẽ ra tiền tụ đại do o dí tí tệ à tụ đại do cậu hả tụ đại do chi nè dí o nè dí dí cậu nè chị do cậu xa nữa giọng chị hoặc do cậu cậu xa nó đi nó nè chị con nói mày thì giờ lúc chỉ gì ở dùng chế tạo thì chỉ hỏi thì dùng xa nè chỉ hỏi thì dùng xa ý là dùng xa hay tiền nó mà dùng chủ do cậu mà chỉ do dùng xa liệu hóa mà cụ do thế ta chỉ mà giờ tiền liệu hóa mà cụ chỉ do liệu hóa mà giờ tiền cho lấy tạo ra nó trái mà dùng chế tạo nè ý là nói do cụ hay tiền do cậu xa nè do ví dụ cụ hay tiền nói do cậu xa là chỉ nói do cậu chi nói do xa tệ thì đã nói về bây giờ nó nhở chị chẳng nói về bây giờ chưa đã nói về cậu xa mà nó như vậy bộ phận bùa xin nhở liền chia lúc chú gì nó nè chỉ lúc chú gì nó gì nó như vậy bộ phận bùa xin nhở chị nói chỉ dân trí mùa đã chỉ nhiều kiểu đi nhưng dân chưa dùng gì thì họ xin Thank you.